một cái bí mật mà chưa bao giờ bật mí. Hello các bạn, mình là Trọng. Và trước giờ thì các bạn đã nhìn thấy Trọng review rất là nhiều về cái cửa hàng kinh doanh, cũng như là tất cả những cái cửa hàng của đại lý khi mà nhượng quyền. Và chưa bao giờ các bạn nghe đến cái câu chuyện của Trọng review về cái chỗ sản xuất gà rán. Vậy thì làm như thế nào để có gà rán mà bán ở ngoài Dạ Nam, trong khi ở ngoài đó không có cái chỗ sản xuất? Và cái chỗ sản xuất của Trọng như thế nào? Thì ngày hôm nay cùng với Trọng đi review xem thử ơi là thực tế cái chỗ mà sản xuất nó như thế nào nha. Ok, let's go, đi! Ở từng chợt đó là để làm cái kho để mà chứa nguyên liệu bột, trộn bột đồ này nọ. Từng một là cái chỗ nấu ăn với văn phòng của Trọng. Còn từng 2, từng 3 là ở. Thì từ cái chỗ này mà cách bên cái chỗ sản xuất á, thì nó nằm khoảng chừng 500m. Bây giờ là cùng với Trọng đi qua bên cái xưởng sản xuất nha. Ok, đây là cái khu vực mà Trọng sinh sống. Chiều á, là thường Trọng sẽ chạy bộ ở khu vực này, đi bộ đồ này nọ, hay là ẵm con đi vòng vòng để mà hóng gió. Nói là cái xưởng thôi, ngày xưa đó là một cái nơi sản xuất cung ứng cho toàn miền Nam. Mà hôm nay thì Trọng không còn sản xuất cho đại lý nữa, mà chỉ có sản xuất cho đủ cái cửa hàng của mình bán thôi. Và nó cũng là cái kho để chứa nguyên liệu, rồi tủ đồ này nọ, rồi biển bản đồ đó các bạn. Đấy, trước mặt của các bạn là nhà xưởng. Đây, hai căn luôn. Bên đây, đây là của Trọng. Ok, cái không gian này là để xe, để mà đậu xe rồi để chở hàng. Còn ở trong này là trước là văn phòng, nhưng mà bây giờ tạm thời là chưa sử dụng, cho nên là để làm kho chứa Coca-Cola để tặng cho gà nguyên con. Còn đây là cái máy để in bill. Khi mà ở bên văn phòng in bill ra đây, thì ở đây lấy bill làm theo số lượng mà Dạ Nam đặt hàng. Còn đây là ngày xưa lúc mà Trọng mới về đây, nó là một cái không gian trống luôn, nó là chỉ có hai cái tường thôi. Trọng xây cắt lên, Trọng làm lên cái xưởng. Đây, mày vô đây. Đây là cái kho chứa hộp, chứa giấy, đóng hàng. Đóng hàng đi tỉnh đó các bạn, đóng bột á. Ok, xuống đây. Này là kho chứa bao bì, đó. Túi giấy, rồi thùng đựng nguyên liệu, bột, đồ này nọ các bạn. Ok, xuống đây, tiếp tục. Bên đây là kho chứa nguyên liệu, bột, dầu. Hả? Ok, xuống này. Đây đây còn một cái kho nữa. Kho này thì hiện tại bây giờ tạm thời là chứa kho để mà để đồ đạc ha. Ngày xưa ở trên này nó là một cái văn phòng, kho bãi rồi rồi từng ngăn á. Mình định là lúc đó mình định là sản xuất lớn, nhưng mà sau này là mình không có làm lớn nữa. Ok, còn trong này là khâu sản xuất. Hello. Nay xin gái gì đó ta? Lâu quá không gặp, nhìn không ra đâu á. Dạ, gom vậy hả? Dạ, canh đâu? Cái gì? Dạ thầy giáo hả? Hoài luôn hả? Đây, đây là khoai tây. Khoai tây làm gà ghét đây. Trời ơi, con cũ chứ phải cân ký á. Nè, qua đây, đây con coi cân nè. Đấy, 1 ký luôn nha các bạn. Con cũ khoai tây này là 1 ký nha. Đây, đó. Khủng khiếp rồi chứ. Khoai tây này thì mình lấy loại khoai tây Đà Lạt. Cái này là nhập từ Đà Lạt về luôn á. Đây là đang sơ chế gà. Đang sơ chế gà để chuẩn bị chiên gà đem ra Dạ Nam bán. Ở đây thì Trọng chỉ sản xuất đủ ngoài Dạ Nam bán thôi, chứ không có làm đại trà giống như ngày xưa, không có làm lớn như ngày xưa. Đây là chiên gà. Chiên khoai hả? Đây là gà rán nguyên con nè, đó, chiên sẵn cho Dạ Nam chiều bán nha. Đó, thấy chưa? Rồi đùi gà, cánh gà, gà viên, khoai lang, khoai tây. Đang chuẩn bị ngâm nghệ, chuẩn bị là chiên đó các bạn. Còn đây là đang chuẩn bị chiên nè. Đó, trên này là đang chuẩn bị chiên. Đó, ở đó là hai cái bếp chiên gà, chiên khoai luôn. Gà này là đã được tẩm ướp gia vị sẵn rồi, đâm khử máu bầm đồ này nọ xong đó rồi, rồi tẩm ướp rồi. Bây giờ là chỉ việc đem ra chiên thôi. Này là sốt đóng sẵn rồi nè, đóng sẵn từng hộp, từng hộp gì là để dành cho gà nguyên con. Khi mà các bạn mua gà nguyên con á, là mỗi một con gà sẽ được một hộp nha. Cái này mắc tiền lắm. Đây, đó, đóng sẵn từng bịch rồi, chưa có hả? À đây, đó, đóng sẵn từng bịch như nè. Thì giờ nếu mà mua thêm á, cái này riêng là 15.000. Đó, một bịch như là 15.000. Tủ đông này chứa gì đây?
gà luôn nha. Gà ướp gia vị xong rồi mà không chưa kịp chiên á là bỏ để vô đây để đảm bảo là nó đủ lạnh để không thôi là nó bị hư gà. Chứ còn nếu mà mình để ở ngoài mình sơ chế luôn á mà mình làm không kịp á là gà nó bị hư, nó sẽ mất đi cái vị ngon, nhiều khi là nó sẽ lên mùi hôi luôn á. Ok, ra đây. Cái quạt gió này là theo Trọng từ lúc mà mới khởi nghiệp gà gán luôn, mua từ lúc đó 6-7 năm gì rồi mà vẫn còn xài được, bền không? Thì cái nhà mà cái văn phòng á là ở bên đây, ở bên kia đường, bên kia đường. Nếu mà đâm thẳng như vậy á thì nó cách nhau chỉ có 200m thôi, nhưng mà mình phải đi một cái vòng qua bên đây thì cho nên là nó hơi xa một tí. Đây qua đó khoảng chừng 500m là đi thẳng ra đường này là ra đường cao lỗ luôn nè. Thì đây ra tới cái cửa hàng gà gán bán á là khoảng chừng cây rưỡi số. Còn hướng này nè, tâm ra đó khoảng chừng 200m là tới đường Phạm Hùng, đường lớn của Phạm Hùng luôn. Thì cái đường này xe tải vô dẫn đường nha. Thì ngày xưa là Trọng làm cái xưởng này là Trọng định là sản xuất cung ứng luôn cho toàn miền Nam. Nhưng mà sau này mình thấy là khi mình làm như vậy thì nó tốn quá nhiều chi phí. Và đại lý của mình khi mà kinh doanh gà gán tuy rằng là khỏe, tại vì mình làm sẵn sản phẩm luôn mà, nhưng mà lợi nhuận ít. Thay vì như vậy là mình để cho đại lý tự làm luôn, nó hơi cực thêm một tí nữa, mà lợi nhuận tăng gấp 2, gấp 3 lần. Cho nên là bây giờ là Trọng chỉ để, đáng lý là trả cái nhà xưởng này rồi, nhưng mà mình nghĩ là thay vì mình trả mình phải thuê một cái xưởng nhỏ hơn, thì mình để cái xưởng này đây để mà mình làm cái nơi mà làm kho rồi sản xuất, rồi mai chiều mình còn mở rộng quy mô ra nữa. Ở đây là cái nơi sản xuất, rồi sau khi mà chế biến ra xong sản phẩm rồi thì mới chở từ đây ra ngoài Dạ Nam. Ra ngoài Dạ Nam thì bắt đầu là mới là bán. Khách hàng đến mua thì chỉ cần hâm nóng thôi, tại vì ở đây là chiên lửa 1, còn chuyển ra ngoài Dạ Nam là chiên lửa 2. Thì chiên lửa 1 bình thường khoảng chừng 15 phút là xong một mẻ, còn ra lửa 2 thì mình chiên khoảng chừng 4-5 phút thôi. Cho nên là cái tốc độ bán nó rất là nhanh. Buổi sáng thì giờ này là 9-10 giờ là bán gần xong hết rồi. Đó thì nếu như mà các bạn kinh doanh gà rán á, thì các bạn cũng nên làm như vậy. Có nghĩa là mình sản xuất tại nhà cho nó tối ưu được cái diện tích, cái chi phí, rồi nó tiện lợi cho mình. Sau khi mà mình sản xuất tại nhà rồi, khi mà mình bán á, thì mình chở ra ngoài điểm bán mình bán. Còn ở ngoài điểm bán á, mà nó có rộng rãi á, thì mình làm bàn ghế cho khách ngồi. Thì đó là một cái cách tối ưu hóa rất là tuyệt vời mà Trọng đã giúp cho rất là nhiều cửa hàng kinh doanh thành công rồi. Vì vậy là nếu như mà các bạn mà đang kinh doanh trong lĩnh vực cà gán á, thì nhớ là đào sâu vào vấn đề này nha. Nên sản xuất một nơi và bán một nơi thì đó là điều tuyệt vời. Và video Trọng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.